Xin chào các bạn, hôm nay Lincoln ST xin tiếp tục review đến các bạn hai EC nguồn. Lần trước thì Lincoln ST đã review các bạn các EC nguồn, EC driver và rất nhiều EC khác mà cửa hàng cung cấp, thì hôm nay Lincoln ST tiếp tục review được các bạn EC công suất Fairchild. Đây là con FNA41560B2 mà bên cửa hàng đang cung cấp. Đây là con FNB41060. Bên cửa hàng cung cấp cả hai loại, đó là IC chính hãng và IC tháo máy. Thì để mua các sản phẩm này thì các bạn click vào link dưới video này. Các bạn truy cập vào website của cửa hàng là linkedst.com. Các bạn có thể đặt hàng thông qua số điện thoại trên cửa hàng hoặc là đặt hàng trực tiếp trên website, nhân viên sẽ gọi điện và xác nhận lại đơn hàng cho các bạn. Các IC bên mình thì đều được đảm bảo và có bảo hành cho các bạn. Thắc mắc xin liên hệ với linkedst.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.